Hello, chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Di Động MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2023. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhá. Bên em là kênh chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ. Vào mỗi buổi tối thì bên em sẽ cập nhật một cái video báo giá tình trạng các máy, máy nào bán đi và máy nào về. Thì em sẽ báo giá và cập nhật lên cho các bác xem. Các bác nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì bớt một chút thời gian ra cho em xin một nút like, một nút chia sẻ video để kênh nó ngày càng phát triển anh em nhé. Và em xin cảm ơn tất cả các bác. Bây giờ thì em lại giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà em có này. Thì trước khi quay những cái dòng điện thoại mà em có hôm nay thì em nói qua về hình thức mua hàng. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể qua 111 Triều Khúc Hà Nội để xem máy, có thể search trên Google Maps là 111 Triều Khúc là ra các bác nhé. Còn nếu ở xa thì cọc tiền 100.000 đến 300.000 tùy vào giá trị máy, sau đó em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải tính toán các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu ngay cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang có. Thì đầu tiên em giới thiệu cho các bác một cái dòng phân khúc mà tầm giá loanh quanh 3 triệu. Thì các bác có thể lựa chọn cho em, đây là chính là cái dòng LG Velvet các bác nhá. LG Velvet này hiện tại thì hàng cũng không còn nhiều nữa, chỉ có loanh quanh tầm hơn chục cây thôi. LG Velvet này, LG Velvet là một trong những mẫu máy mà trong cái tầm tiền 3 triệu dùng rất là hay luôn. Máy phiên bản Hàn Quốc một sim. Cấu hình thì khá là cao các bác nhá. Thiết kế trước sau đều bằng kính với quả camera độc và lạ. Đấy, dính giọt nước như này. Máy này thì lô hàng này thì máy zin hình thức phẩy nhẹ, nói chung là tổng quát thì loanh quanh tầm 95%. Đấy, các chức năng là hoạt động ok, màn hình ok, 6,8 inch loa kép, nghe nhạc rất hay luôn. Có đài RAM 8 trên bộ trong là 128GB anh em nhá. Máy LG Velvet này thì được trang bị là một sim. Đấy, một sim và hỗ trợ 5G. Hiện tại thì em đang bán loanh quanh chỉ từ 2 triệu 8 đến 3 triệu 200 nghìn một cây thôi. Đối với một con hàng màu trắng như này thì là cây số 23 này là 3 triệu 2 các bác nhá. 3 triệu 2, hình thức máy zin, hình thức phẩy nhẹ một tí. Nói chung là không đáng kể. Đấy. Đối với một con máy xước như này thì là 2 triệu 8 này các bác đây. Rẻ hơn 400 nghìn, màn hình nó bị xước các bác nhá. Cái này thì dán màn hình lên là hết đến 90%. Các bác về mua về mà chơi game thì thực ra cũng không quan trọng mấy. Các chức năng này vẫn bao là hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đây là dòng LG Velvet giá loanh quanh hơn từ trên dưới 3 triệu thôi là các bác đã mua được rồi. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác những sản phẩm em mới về. Đầu tiên là giới thiệu cho các bác một cây Samsung Galaxy Note 10 5G này các bác này. Về được mấy cây Samsung Note 10 5G cho các bác nào mà thích nhỏ gọn. Dòng Note 10 này thì thiết kế đẹp. Nói chung là dòng này thì thiết kế của nó thì không bao giờ lỗi thời được rồi. Đấy, về cái thiết kế còn lại, con này thì gọi là khỏi phải bàn luôn rồi các bác nhá, hết nước chấm luôn rồi. Phiên bản Hàn Quốc một sim, Note 10 5G, màn hình cong 6,3 inch. Con này thì pin của nó là pin bộ 3500 này, RAM 12 trên bộ trong là 256GB, màn hình to đẹp, nói chung là hiển thị ok, trong veo luôn, không AMOLED lưu ảnh gì, có bút S Pen này, thiết kế trước sau đều bằng kính, hiện đại, kích thước màn hình nhỏ gọn, đây cầm trên tay, cầm lắm nhỏ gọn, đút túi quần túi áo, ngon lành cành đào luôn các bác nhá. Mà rất là đẹp luôn, con này anh em mà để làm máy nghe gọi hoặc máy dùng Facebook, Zalo, LinkedIn, đại loại là những cái ứng dụng thông thường ấy thì dùng trông rất là đẹp luôn. Còn Galaxy Note 10 Plus là một trong Note 10 thường là một trong những cái mã máy mà rất là đẹp các bác nhá. Về độ đẹp của em nó thì khỏi bàn cãi rồi, nó quá đẹp rồi các bác nhá. Hiện tại có màu đa sắc và màu đen hai màu, em đang bán cho các bác là 4.500.000. Đấy, 4.500.000 tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Bên em thì mặc định là sạc em sẽ tặng kèm là sạc 15W. Còn nếu bác nào mà muốn sạc siêu nhanh 25W thì cộng 50.000 mà giúp em các bác nhá. Tiếp theo thì một sản phẩm mà trong cái phân khúc mà tầm giá 4 triệu. Đấy, tầm giá 4 triệu thì em cứ giới thiệu từ cây rẻ tiền sau đó tăng dần lên thôi. Từ phân khúc 3 triệu này, 4 triệu, 4 triệu thì có S20FE hoặc Note 10 5G. Note 10 5G thì em vừa giới thiệu cho các bác đây. Trong cái tầm tiền 4 triệu thì các bác có thể lựa chọn cho em một cái dòng sản phẩm Galaxy S20FE. S20FE này thì cấu hình cao mà giá cũng tương đối là rẻ, loanh quanh chỉ có hơn 4 triệu mà là các bác đã sở hữu được một cây rồi. Đấy, cấu hình thì con như con màu đen đây thì hình thức của nó tầm loanh quanh 97%. Các chức năng là hoạt động ok. Con này thì các bác sẽ sở hữu được cấu hình như sau: một cái kích thước màn hình rộng 6,5 inch và màn của nó là màn 120Hz anh em nhá. Màn 120Hz này thì nó siêu mượt rồi. Với cái tầm tiền mà 4 triệu mà được cái sở hữu một cái màn 120Hz này thì nó là mượt mượt luôn anh em nhá. Máy phiên bản Hàn Quốc một sim và hỗ trợ 5G, pin của nó pin 4500, khá là ok luôn. RAM 6 và bộ trong là 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865. Con chip này thì khá là mát máy và khá là mạnh các bác nhá. Nói chung là 865 là khá là ngon rồi. Camera chụp ảnh đẹp S20 FE, giá loanh quanh cho các bác
là 4,3 triệu đối với cây số 12, còn có cây màu đen này là 4,5 triệu, có cây màu hồng thì nó hơi cấn góc một tí thì 4,2 triệu các bác nhá. Đại loại loanh quanh chỉ từ hơn 4 triệu là các bác đã mua được một cây S20 FE rồi. Anh em nào mà đang cần sở hữu một con S20 FE thì cứ gọi thẳng cho số em để vào việc luôn các bác nhá. Khi nhắn tin Zalo cho em ấy thì các bác lưu ý một điều là kết bạn ấy thì em không thể xác nhận được hết, nên là các bác có cái mục tin nhắn thì các bác cứ nhắn thẳng vào luôn, không cần đợi em xác nhận kết bạn gì hết các bác nhá. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà trong cái phân khúc mà tầm giá 5 triệu. Tầm giá 5 triệu thì rất là nhiều luôn, có lốt 20 này, S20 Plus hoặc là S21 5G thì các bác có thể lựa chọn cho em trong cái tầm tiền đấy, các bác có thể lựa chọn cho em 3 sản phẩm đấy các bác nhá. Đầu tiên giới thiệu cho các bác dòng sản phẩm Galaxy lốt 20 5G phiên bản Hàn Quốc. Cái lô hàng phiên bản Hàn Quốc này thì em về rất là nhiều luôn và các bác gọi là không có sức mà chọn luôn các bác nhá. Máy thì phiên bản Hàn Quốc thì một sim nhưng mà cấu hình của nó tương đối là cao, trong cái phân khúc mà tầm tiền 5 triệu thì đây là một cái sự lựa chọn gần như là số 1 luôn rồi. Đấy, con này mới con S20 Plus gần như là số 1, S21 5G nữa thì nó rất là vừa tiền mà các bác dùng ngon các bác nhá. Trong cái tầm tiền 5 triệu này, đấy, 5 triệu, 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi là các bác đã sở hữu được cây lốt 20. Cấu hình của nó kích thước màn hình rộng 6,7 inch, loa thì loa kép này, con này màn hình phẳng anh em nhá. Màn hình phẳng bản Hàn Quốc, một sim và hỗ trợ 5G, pin của nó là pin 4300, RAM 8 trên mỗi trong là 256GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 865, loa thì loa kép, camera chụp ảnh đẹp, có bút S Pen các kiểu đầy đủ luôn. Đối với cái hàng lốt 20 5G thì em bán theo hình thức của máy, giá thì từ 5 triệu, 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi là các bác đã mua được một cây rồi. Đối với cái hàng 5 triệu rưỡi này thì nó đẹp tầm 97% và máy nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Máy nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Các bác cầm con máy này về dùng thoải mái luôn. Gần như cái loại này bây giờ nó là gần như xuống đến đáy rồi, kịch sàn rồi. Đấy, giá cũng rất là rẻ luôn. Em để cái giá cực kỳ êm cho các bác luôn. Chỉ hơn 5 triệu là các bác đã mua được một con lốt 20 5G phiên bản Hàn Quốc rồi các bác nhá. Bên em thì chuyên hàng Samsung xách tay Hàn và Mỹ, thế nên là mà tầm trung rất là hợp túi tiền của nhiều bác luôn. Thế nên anh em nào mà cần thì có thể anh gọi điện vào việc luôn hoặc nhắn Zalo để vào việc. Cần con nào, ví dụ cần chốt con lốt 20 5G phiên bản Hàn Quốc màu đen 5 triệu rưỡi số 5 thì anh em nhắn là cần chốt số 5 thôi, nhắn Zalo cho em cái em chụp ảnh quay video lại cho các bác xem, xong là nhắn số tài khoản các anh em cọc tiền, em ship hàng cho các bác. Một ngày thì em gửi đi rất là nhiều luôn, vài chục cây máy là chuyện bình thường. Đấy, thế nên là khối lượng máy em nhập toàn nhập theo lô thôi chứ không nhập lẻ tẻ vài cây đâu các bác nhá. Cây số 4 và cây số 7 này 5 triệu là 2. Đấy, hai cây này 5 triệu 2 một cây. Máy thì hình thức của nó loanh quanh tầm 95% trên viền phải nhẹ tí xíu, nói chung là không tránh được. Một con hàng zin thì đương nhiên là không thể tránh khỏi được một cái vết xước hoặc là những cái vết xước nhẹ các bác nhá. Cái điều không thể tránh khỏi được luôn. Quan trọng nhất là máy nguyên zin và dùng ổn định là ngon rồi. Đấy, nhưng còn một hai cái vết xước thì mình về mình dùng ốp lưng cho em là ngon, lành cành đào luôn. Thì lốt 20 5G màu đen, giá từ 5 triệu, 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi là các bác đã mua được cây rồi. Ngoài ra có cả màu đồng như này, 5 triệu 1, 5 triệu 3, đại loại là tùy vào hình thức mà giá nó sẽ khác nhau thôi các bác nhá. Chứ còn chất lượng máy thì ok hết. Này, đây, cây mỗi 5 triệu 1 thì nó hơi cấn nhẹ một tí chỗ này, 5 triệu 3 thì nó ok hơn. Đấy, thì nó gọi là tùy theo hình thức mà giá nó sẽ khác nhau. Đấy các bác nhá. Bác nào mà đang quan tâm đến sản phẩm lốt 20 5G trong cái tầm tiền 5 triệu này thì nó là lựa chọn rất là hợp lý luôn. Đấy, lốt 20 5G bản Hàn, bản Mỹ có màu đỏ, màu xanh, màu đồng, màu đen, đại loại rất là nhiều màu. Đấy, nhưng khi mà đang nhiều hàng này thì các bác lựa chọn nó rất là nhiều để máy để các bác lựa chọn luôn. Đấy, thì các bác nào mà đang quan tâm đến sản phẩm lốt 20 5G phiên bản Hàn Quốc một sim thì các bác có thể gọi cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Ngoài ra thì em có hai cây hàng thanh lý giá rẻ này, hai cây phiên bản Mỹ. Máy nó hơi lưu ảnh một tí thì em mang thanh lý cho các bác là có hơn 4 triệu thôi. Hơn 4 triệu một cây Galaxy lốt 20 5G bản Mỹ. Bản Mỹ thì các bác sẽ dùng được là 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G, các chức năng là hoạt động ok. Pin của nó cũng thế thôi, 4300, RAM 8 trên bộ trong là 128GB. Còn bản Hàn thì RAM 8 trên 256 các bác nhá. Thì hiện tại con Galaxy lốt 20 5G bản Mỹ cây số 2 này thì cây này thì nó bị hơi bị già màn phía dưới này một tí, 4.300.000 các bác nhá. 4.300.000 bao lành luôn các bác luôn. Riêng cái già màn này các bác dùng bao lành luôn, chả bao làm sao đây. Hoặc là bình thường mình dùng này thì gần như nó cũng chả thấy gì cả. Đây, các chức năng là hoạt động ok. Đấy, 4.300.000 các bác nhá. Ngoài ra có cây 4.300.000 tiếp là cây số 1 này. Cây này thì nó hơi lưu ảnh bàn phím một tí. Đấy, nó hơi lưu ảnh bàn phím một tí các bác nhá. Thì cây này thanh lý cho các bác là 4.300.000 về chiến game hoặc nghe nhạc xem phim thì nó hoàn toàn bình thường luôn, không ảnh hưởng một chút gì. 4.300.000 một cây. Tiếp theo thì trong cái tầm tiền mà loanh quanh 5 triệu hơn 5 triệu thì các bác có thể lựa chọn cho em một cái sản phẩm nữa. Đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S20 Plus các bác nhá. Đấy, trong cái tầm tiền mà hơn 5 triệu các bác có thể lựa chọn cho em một dòng là lốt 20 hoặc là S20 Plus.
S20 Plus là một trong những mẫu máy mà cấu hình cực kỳ cao luôn các bạn nha, rất cao luôn. S20 Plus 5G phiên bản Mỹ này, đấy, phiên bản USA đấy, đọc sang mồm hơn là USA. Con này các bác sẽ dùng được là hai sim hai sóng, màn hình của nó là màn 2K và tần số quét màn hình lên tới 120Hz luôn này anh em này, 120Hz thì nó siêu mượt luôn các bác nha. Cây này thì bản Mỹ thì anh em dùng được là hai sim, trong đó một sim vật lý và một sim điện tử. Sim điện tử thì vui lòng là ra nhà mạng ấy bảo người ta là cài cho cái sim điện tử vào đây, vẫn là số của mình và vẫn là hai sim hai sóng bình thường, nó sẽ không rút ra rút vào nữa. Đấy, anh em phải học làm quen dần với cái sim điện tử đi nhá, vì bây giờ những cái mã Samsung hay iPhone đời mới bây giờ nó không có khay sim nữa đâu, nó loại bỏ, nó không dùng khay sim nữa và bắt buộc là các bác phải nhét sim điện tử vào đây. Đấy, để làm sao để nó tối ưu nhất. Một con máy ngày xưa thì nó có cái rắc tai nghe đấy, về sau nó bỏ luôn rắc tai nghe, thì bây giờ khay sim nó bỏ luôn khay sim. Đấy, nó gần dần nó gọi là như kiểu là nó phát triển dần nên là nó loại bỏ hết những cái linh tinh ấy đi các bác nhá. Đấy, thì con này là một sim điện tử và một sim vật lý, giá thì từ 5,5 triệu thôi là các bác đã mua được rồi. Một con hàng zin chất chuẩn chỉ, các chức năng hoạt động ok, máy zin nguyên bản 97%. Đấy, cấu hình thì gọi là xếp vào top luôn các bác nhá, cấu hình cực cao luôn. Màn hình 6,7 inch, màn 2K và tần số quét 120Hz, RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Phiên bản Mỹ anh em sẽ dùng được là hai sim hai sóng và hỗ trợ 5G. Tất cả mọi máy Mỹ khi về cửa hàng điện thoại Di động MV, em sẽ up hết ra dung quốc tế các bác nhá. Em làm rất là chỉnh chu luôn. Tất cả mọi máy Mỹ này em phải up hết ra dung quốc tế và rất là mất rất là nhiều thời gian, nhưng em vẫn phải làm cái việc đấy. Đấy, thì riêng ở đâu em không biết, chứ riêng ở tại Di động MV thì em sẽ up hết ra dung quốc tế U1, loại bỏ hết áp giác áp thường, logo khởi động và logo quốc tế, và máy một con máy dùng ngon lành chuẩn chỉ nhất có thể các bác nhá. Đấy, để làm sao đến tay các cái sản phẩm mà đến tay các bác là nó phải ngon nhất. Đấy, như cũng như kiểu em dùng nên em phải cứ làm sao là em phải up cho nó ngon nhất. Đấy, mỗi một cây máy up 10 phút mới xong, mà một cái lô hàng em về cả hàng mấy trăm cây, up cả hàng nửa ngày mới xong các bác nhá, gần như máy tính treo cả ngày để up zoom luôn. Thì hiện tại thì cái dòng Galaxy S20 Plus này em đang bán hàng 97% như này, giá 5,5 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Anh em nào mà cần thì kết mà chốt thì vào việc luôn các bác nhá. Cây số 3 và cây số 4 giá 5,5 triệu. Tiếp theo thì trong cái tầm tiền loanh quanh 5 triệu thì giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm nữa. Đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S21 5G phiên bản Mỹ này các bác này. S21 5G bản Mỹ này thì các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng và cấu hình như sau. Một cái màn hình rộng, màn hình phẳng rộng 6,2 inch và con này thì màn hình nhỏ gọn anh các bác nhé. S21 5G thì được trang bị một cái màn hình nhỏ gọn 6,2 inch và cấu hình của nó là như sau. Màn hình 6,2 inch, loa kép RAM 8/128GB, phiên bản Mỹ các bác sẽ dùng được là hai sim hai sóng và hỗ trợ 5G các bác nhá. Thì máy này tần số quét của màn hình cũng khá là cao luôn, 120Hz. Đây là một cái mẫu máy mà dành cho những cái bác mà thích đi lại nhiều, mà dùng hai sim hai sóng, đút túi quần túi áo nhiều. Nó nhỏ gọn, đấy, tiện lợi các bác nhá. Thì loanh quanh chỉ có từ hơn 5 triệu thôi là các bác đã mua được rồi. Ví dụ như cây hàng A trừ 5,6 triệu, cây này thì đẹp tầm 97%, các chức năng là hoạt động ok hết các bác nhá. Đấy, ok hết, máy nguyên zin nguyên bản luôn, zin từ A đến Á. Còn có những cây mà viền nó sẽ phẩy hơn, thì cái cây số 2 này, cây này 5,3 triệu thôi, thì trên viền của nó sẽ xước, nó phẩy hơn các bác nhá, đại loại là xước hơn thì 5,3 triệu. Cái này thì em sẽ tặng cho các bác đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra thì em có cả màu đen này, màu đen thì hàng B 5,3 triệu một cây. Đấy, 5,3 triệu một cây Galaxy S21 5G. Đấy, hình thức phải nhẹ một tí trên viền này các bác nhá. Đấy, về dùng ốp là ok thôi. Quan trọng nhất là màn đẹp và máy nguyên zin nguyên bản, các chức năng hoạt động ok. Giá nó cũng rất là hợp lý luôn. Hơn 5 triệu là các bác đã mua được một cây S21 5G rồi. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác một cái lô hàng thanh lý giá rẻ. Đây là chính là cái dòng Samsung Galaxy S20 Ultra. Hôm qua nếu anh em nào mà theo dõi thì biết rồi, cái lô Galaxy S20 Ultra này của em hôm qua em rất là nhiều và cũng phải cảm ơn các bác. Trong một cái clip hôm qua các bác lấy rất là nhiều luôn. Và S20 Ultra hiện nay em chỉ còn 4 cây hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ thôi. Các bác nhìn cái giá này nó còn rẻ hơn cả S20 Plus là các bác biết nó rẻ đến mức như nào rồi đấy. S20 Ultra, một con máy cấu hình khủng long mà em chỉ còn 4 cây duy nhất này thôi các bác nhá. Cây số 1, số 3, số 5 và số 6 này, 4 cây hàng thanh lý cuối cùng. Và giá thì gọi là siêu siêu rẻ luôn, chứ không còn là rẻ nữa. Các bác đã được sở hữu một con lốt 20 S20 Ultra này rồi. Anh em nào mà đang quan tâm đến một cây hàng thanh lý giá rẻ thì có thể tham khảo cái mẫu Galaxy S20 Ultra em đang giới thiệu đây. Máy thì tất cả các chức năng này em bao full hết các bác nha. Chỉ có mỗi cái là cái lô hàng giá rẻ này thì màn hình của nó sẽ hơi già màn và hơi lưu ảnh một tí. Anh em lưu ý là như vậy.
Nhưng mà khi các bác để về lền đen này thì hoàn toàn bình thường. Và giá những cái cây này thì phù hợp những bác mua về chơi game, nghe nhạc, xem phim. Và những cái bác thích trải nghiệm cấu hình cao. Riêng màn ám, màn già này của Samsung thì các bác dùng thì em bao lành cho các bác luôn nhá. Không bao giờ bị loang lủng gì hết mà dùng cực kỳ lành luôn. Đấy, màn hình nó hơi già màn tí. Và trước khi quay chi tiết từng cây một thì em sẽ giới thiệu cho các bác cấu hình trước. Cấu hình của nó thì camera zoom 100x này. Máy thì led lèn lẹt luôn rồi. Camera ngắm chị hàng xóm 100x. Trước sau đều bằng kính này. Quả màn hình rộng 6,9 inch, màn 2K cộng và tần số quét màn hình 120Hz. Riêng cái già màn của Samsung này anh em bấm thoải mái test ga luôn nhé. Không bao giờ nó bị đơ lag gì hết. Và dùng hoàn toàn bình thường. Nếu các bác nào mà dùng Samsung nhiều từ cái thỏi S8, S9 ngày xưa thì chắc cũng không lạ gì. Phiên bản Mỹ 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G. Pin của nó dung lượng lên tới 5000mAh các bác nhé. RAM 12 và bộ trong là 128GB. Cây này em thanh lý cho các bác giá 5 triệu. Cây số 6 này. Cây số 6 thanh lý giá 5 triệu luôn các bác nhá. Hình thức đẹp này. Màn già. Đây, màn nó hơi già, nó hơi già màn một tí thôi. Còn lại thì hiển thị tất cả các chức năng ok, xem phim vẫn led lèn lẹt luôn các bác nhá. Xem phim vẫn led lèn lẹt luôn và mượt 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 luôn, các chức năng mà hoạt động bình thường. Cây số 6 5 triệu. Ngoài ra có cây số 3 5 triệu này. Đấy, cây màu đen 5 triệu tiếp. Những cái cây hàng thanh lý giá rất rẻ luôn các bác này. Đấy, anh em nào mà cần chốt kết thì vào việc luôn. Cây này quá ngon luôn này, bác nào chốt cây này 5 triệu quá rẻ. 5 triệu các bác nhá. Cây số 3 các chức năng ok. Ngoài ra có cây số 1 này. Cây số 1 này cũng thế này, cây này cũng được. Nói chung là trong cái tầm tiền 5 triệu mà các bác sở hữu một cây máy như này nó là quá ngon rồi. Nó là hàng thanh lý rồi các bác nhá, và vẫn còn dùng rất là bền. Vẫn còn trải nghiệm dùng vẫn là ngon lành cành đào, chả làm sao hết. Giá thì từ 4 triệu 8 5 triệu cây thôi. Ngoài ra còn một cây số 5. Đấy, hôm nay em còn 4 cây cuối cùng, cây này hết pin mất rồi. 4 cây cuối cùng của hàng thanh lý. Giá rẻ thì các bác chốt cây nào thì ủng hộ bên em. Như clip hôm qua nếu anh em nào mà theo dõi thì biết rồi. Cái lô này hôm qua em có tầm mười mấy cây cơ. Hôm nay em bán thì còn có 4 cây thôi các bác nhá. 4 cây thôi, 4 cây cuối cùng. Đấy, cho các bác nào mà chốt kết thì vào việc luôn. S20 Ultra bình thường nó loanh quanh 7 triệu cây. Trên dưới 7 triệu cây các bác nhá. Thì trong cái hàng thanh lý này thì nó rẻ hơn bình thường cả 2 triệu. Một cái con màn ám nhẹ như vậy thì các bác về các bác dùng lên đen cho em là ok. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà trong cái phân khúc và tầm giá loanh quanh 6 triệu các bác nhá, hơn 6 triệu một tí. Thì các bác có thể lựa chọn cho em một cái lô hàng Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G phiên bản Hàn Quốc. Lô này thì em khá là nhiều hàng luôn và rất là nhiều luôn các bác nhá, có đầy đủ các màu là màu đen, màu trắng và màu đa sắc như này. Mỗi một màu nó có một cái nét đẹp riêng của nó. Đấy, màu đen và màu trắng này. Đấy, màu đa sắc này, đa sắc long là long lánh, rất là nhiều màu sắc cho các bác lựa chọn các bác nhá. Note 10 Plus thì là một trong những mẫu máy nó quá là đẹp rồi, nó đi vào huyền thoại rồi. Đấy, gọi là cực kỳ đẹp luôn. Note 10 Plus thiết kế màn to, cấu hình cao, nói chung là gần như là chả bao giờ lỗi thời được. Riêng cái mã này không bao giờ lỗi thời luôn. Có này thì 2 SIM 2 sóng phiên bản Hàn Quốc và hỗ trợ 5G, pin 4300, màn hình to rộng 6,8 inch và màn của nó là màn 2K, RAM 12GB và bộ trong là 256GB. Đấy các bác nhá. Các bác sẽ dùng được là 2 SIM vật lý trên con Samsung Galaxy Note 10 Plus này. Hiện tại thì giá bán thì em đang bán cho các bác là 6 triệu rưỡi. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Máy cam kết nguyên zin, nguyên bản 100% zin từ A đến Á luôn. Các bác nhìn cái máy đã thấy độ chất rồi. Đấy, các bác nhìn cái máy đã thấy nó chất rồi các bác nhá. Nhìn cái máy này, led đèn nẹt luôn. Đấy, không vết mũi đốt. Nói chung là hàng tầm 97%. Nói chung là hàng ra tầm 3 năm mà với một cái thiết kế ra 3 năm mà được một cái máy như này nó là quá đẹp rồi các bác nhá. Anh em nào mà đang quan tâm đến sản phẩm Galaxy Note 10 Plus thì gọi cho bên em. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mà trong cái phân khúc tầm giá loanh quanh trên dưới 7 triệu. Thì các bác có thể lựa chọn cho em một cái lô hàng này cho em mới về này. Lô hàng Galaxy S21 Plus 5G phiên bản Hàn Quốc, em về đầy đủ các màu. Màu tím, màu trắng bạc và màu đen, đầy đủ các màu luôn. Giá thì từ loanh quanh 7 triệu là các bác đã mua được một cây rồi. Có cây 6 triệu rưỡi có các bác nha. Đây 6 triệu rưỡi hàng B, 6 triệu rưỡi đây. Cũng có luôn, một cây hàng nguyên zin nguyên bản chỉ có mỗi cái 6 triệu rưỡi. Galaxy S21 Plus 5G phiên bản Mỹ, cấu hình như nào? Đây các bác nhìn này, lô hàng về đẹp, chuẩn, zin, các chức năng là bao full và bao chuẩn chỉ cho các bác nhá. Riêng cái S21 Plus này thì nhà em bán ra thị trường không biết là bao nhiêu con máy rồi. Đấy, một tháng em bán ra không biết là bao nhiêu con máy luôn và cứ hết lô lọ lô kia là về các bác nhá. S21 Plus 5G bản Mỹ thì các bác sẽ được sở hữu một con máy là cấu hình thiết kế rất đẹp luôn, trước sau đều bằng kính và đằng sau được trang bị là 3 camera.
Máy thì màn hình phẳng rộng 6,7 inch. Nhiều bác thì thích cái màn hình phẳng như này, nhưng nhiều bác thì thích màn hình cong. Thế nên là mỗi người một nhu cầu khác nhau. RAM 8GB và bộ trong là 128GB. Màn hình con này là 120Hz anh em nhé. 120Hz này rất là mượt luôn. Con này thì chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888. Pin của nó là 4800 và 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G. Các chức năng là hoạt ok. Máy hàng A. Đối với cái hàng A này thì nó đẹp tầm 98% và nguyên zin nguyên bản, nghĩa là trên viền của nó gọi là phe phẩy nhẹ tí xíu, gọi là không đáng kể các bác nhá, không đáng kể hàng A. Đấy, 98% giá cho các bác là 7 triệu một cây, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra có những cây 7 triệu 2 cũng có này, 7 triệu 2 thì nó đẹp hơn. Đấy, còn 7 triệu thì nó gọi là phe phẩy hơi nhẹ hơn 1-2 vết, gọi TT thì đáng ra gọi là trừ đi một tí, gọi là còn 7 triệu các bác nhá. Tiền là của đấy thôi. Đấy, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Một cây Samsung Galaxy S21 Plus 5G, phiên bản Mỹ này, 2 SIM 2 sóng, cấu hình cao, màn hình chụp ảnh các kiểu LED căng luôn. Riêng cái dòng này thì camera của bọn nó thì chụp ảnh gọi là siêu đẹp luôn rồi các bác nhá. Riêng camera của S21 Plus là một trong những mẫu máy mà chụp ảnh camera rất lịnh mắt và đẹp. Thì đây là phiên bản Mỹ. Còn ngoài ra nếu bác nào mà thích bản Hàn thì em có cũng có bản Hàn cho các bác luôn, cũng hàng A đẹp 98% các bác nhá. Hàng A đẹp 98% phiên bản Hàn Quốc, một SIM, nhưng mà bộ nhớ trong của nó sẽ cao gấp đôi phiên bản Mỹ. Đấy, nó khác cái bản Hàn bản Mỹ cái như vậy. Con này thì bộ nhớ trong của nó là RAM 8/256GB. Thực sự với các bác là đến cái thời điểm mà loài em nói rất là khản cổ rồi các bạn, rất là ngại nói luôn, nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi. Đấy, cho nên là anh em nghe thông cảm một tí nhá. Tầm này là bắt đầu là thấy mệt mệt rồi. Thế nên nói nó không được hăng nữa. Thì cái dòng Galaxy S21 Plus 5G phiên bản Hàn Quốc này em đang bán cho các bác là 7 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Nếu bác nào mà dùng một SIM thì các bác có thể lựa chọn bản Hàn Quốc này. Thứ nhất là bản Hàn Quốc này chạy con chip Exynos 2100 à chạy con chip Exynos 2100 thì nó sẽ hiệu năng của nó sẽ yếu hơn cái bản Mỹ một tí, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ mát máy hơn và sóng sánh nó sẽ khỏe hơn bản Mỹ rất là nhiều. Và con này thì bộ trong của nó cao gấp đôi phiên bản Mỹ các bác nhá. Cao gấp đôi phiên bản Mỹ luôn. Samsung Galaxy S21 5G bản Hàn Quốc này thì hiện tại giá cũng từ loanh quanh 7 triệu một cây, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Bác nào mà đang quan tâm đến một sản phẩm S21 thì các bác có thể lựa chọn, một là dòng bản Mỹ, hai là dòng phiên bản Hàn Quốc. Đấy, bản Mỹ thì nó là 2 SIM. Đối với cái hàng có những cái hàng mà 6,5 triệu, 6,6 triệu thì hàng B cộng như này thì các bác có thể lựa chọn cái hàng này cũng được. Màn hiển thị đẹp, trong veo, không xước sát gì. Chỉ có mỗi điều là trên viền của nó gọi là nó phe phẩy nhẹ hơn thôi. Thì gọi là hàng B cộng các bác nhá. Nói là phe phẩy thôi chứ còn tổng quát của nó cũng rất là đẹp, tầm 95-96%. Các chức năng là hoàn ok. Đấy các bác nhìn này. Đấy, hàng B cộng với hàng B này nó đã đẹp như vậy rồi các bác nhá. Thì anh em nào mà cảm thấy cây là phù hợp thì cứ vào việc chốt đơn và vào việc thôi. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái cực phẩm của tại Di Động MV. Đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Hàng đẹp led lèn lẹt, không vết mũi đốt, đẹp như ngọc tờ ring các bác nhá. Đây là sản phẩm S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ. Trên tay em đang cầm là một cây màu trắng và một cây màu đen. Một cây màu bạc thì đúng hơn, một cây màu bạc và một cây màu đen. Mỗi một màu nó có một cái led đẹp riêng. Và hàng đây là hàng đẹp led lèn lẹt, hàng zin chất các bác nhá. Chỉ dành cho những bác nào mà yêu hàng chất, hàng này thì có là hết nước chấm luôn rồi. Máy nguyên siêu viền luôn này các bác này, nguyên siêu viền. Và thậm chí cái miếng dán màn hình cũng là miếng dán của hãng luôn. Và một số con thì cái miếng dán này thì nó khi mà em để máy lên nhau này, để máy lên nhau này nó tì đè lên thì nó hơi xước nhẹ cái miếng dán này một tí. Một là trước khi gửi đi thì em sẽ lột cái miếng này ra, em sẽ dán miếng khác, nhưng mà cái trường hợp đấy nó rất là ít thôi. Còn mỗi một con màu đen này thì cái miếng dán nó hơi xước tí, nhưng mà đấy là xước miếng dán. Em khi gửi đi thì em sẽ lột ra em dán miếng khác các bác nhá. Đây là một cái sản phẩm đẹp led lèn lẹt, không vết mũi đốt, dành cho những cái bác nào mà yêu hàng chất. Thì hiện tại hàng này em đang bán là cho các bác là 9.800.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Anh em nào mà đang tìm kiếm một em hàng đẹp led chất như này thì các bác có thể đặt hàng bên em. Hàng này nó chỉ thiếu đúng một cái hộp thôi, nó là cái máy mới luôn các bác nhá. Nó chỉ thiếu đúng một cái hộp thôi, nó là cái máy mới, các bác nhìn này, nó led chưa? Nó led lèn lẹt luôn. Con này thì bản Hàn bản Mỹ các bác sẽ dùng được là 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G, pin 5000, RAM 12GB và bộ trong là 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888. Con này nếu mà anh em mà về mà chơi game thì nó là hết nước chấm luôn rồi. Màn hình của nó là màn 120Hz và màn 2K cộng nha các bác nhá. Nói chung là cấu hình thì rất là cao, camera thì gọi là siêu sắc nét 100x. 100x này thì zoom thì đúng là gọi là
ngắm chị hàng xóm thì lét đến từng cọng lông chân luôn, ngồi chiều chiều ngồi ở vỉa hè đấy, ngồi tia ra chị hàng xóm lét đến từng cọng lông luôn các bác nhá. Thì hiện tại cây Galaxy S21 Ultra 5G bản Mỹ, hàng đẹp lét đèn này em đang bán cho các bác giá 9.800.000. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm S21 5G nhưng mà S21 Ultra 5G nhưng mà nó là bản ở Hàn Quốc. Em sẽ phân tích cho các bác cái bản Hàn nó khác cái bản Mỹ cái gì để anh em lựa chọn cho nó dễ nhá. Bản Hàn Quốc này thì các bác sẽ dùng là một sim, màn hình gọi là thiết kế bên ngoài này nó giống hệt bản Mỹ, nó chả khác một cái gì cả. Tất cả mọi thứ giống hệt nhau. Nó chỉ khác 3 điều. Điều thứ nhất là nó chỉ dùng được một sim thôi. Các bác nhìn này, nó chỉ có một số IMEI tương ứng với nó chỉ dùng được một sim. Điều thứ hai là nó khác cái là nó bộ trong của nó sẽ cao gấp đôi phiên bản Mỹ. Bộ trong của nó lên tới 256GB, còn bản Mỹ thì chỉ có 128GB thôi. RAM 12/256GB, chạy chip Exynos 2100. Và con này thì nó sẽ có ghi âm cuộc gọi này. Đấy, máy thì máy zin, hình thức gọi là tầm 97%. Giá cho các bác là 8.900.000. Máy nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản từ A đến Á 100% luôn. Các chức năng là hoạt động ok. Hiện tại thì em phiên bản Hàn này em không còn nhiều hàng nữa, chỉ còn vài cây thôi. Và anh em nào mà chốt mà kết thì đặt hàng sớm. Giá 8.900.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Bác nào mà quan tâm thì các bác gọi cho bên em các bác nhá. Tiếp theo một dòng cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay, đây chính là cái dòng Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra 5G. Lốt 20 Ultra 5G hàng đẹp led lèn lẹt, không vết mũi đốt, 99%, chỉ dành cho những bác nào yêu hàng chất thôi. Đây là dòng sản phẩm bản Mỹ 2 sim, hình thức đẹp 99%, nguyên bản, nguyên siêu, ly lông dây bóng các kiểu đầy đủ các bác nhá. Máy này thì gọi là gần như là lét lẹt rồi, gọi là không vết mũi đốt rồi các bác nhá, không tì vết. Cấu hình của nó như sau. Về bản Mỹ này thì các bác sẽ được sở hữu một cái máy form dáng thiết kế đặc trưng của dòng Lốt là thiết kế màn hình vuông vắn như này. Đấy, máy thiết kế hiện đại cầm cực kỳ sang trọng luôn. Màn hình rộng 6,9 inch, màn 2K, 2K cộng và tần số quét màn hình lên tới 120Hz anh em nhé, 120Hz. Phiên bản Mỹ các bác sẽ dùng được là 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G, pin 4500, RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 865 cộng. Bản Mỹ này thì có cả bút S Pen. Đấy, nói chung là dòng Lốt này có cả bút S Pen này. Máy thì là nguyên bản, nguyên zin, các chức năng hoạt động ok hết, chuẩn chỉ. Giá 9.200.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Riêng dòng này các bác nhìn này, bỏ cái miếng này ra này, nhìn nó lét lèn lẹt luôn này. Nhìn sướng chưa? Như ngọc tờ linh luôn, mê ly luôn các bác nhá. Nhìn mê ly luôn. Nhìn thấy đã sướng hết cả các con mắt lên rồi. Đấy, các bác nhìn này, bỏ cái miếng dán ra nhìn nó đẹp chưa? Đấy. Không hổ danh là một cái màn hình 2K cộng và tần số quét 120Hz. Đấy, không phải tự nhiên mà nó thế đâu. Cùng một cái số tiền này nếu các bác đi mua mới được mấy con S21 FE hoặc mấy cái con A73 thì mấy cái con đấy mà đi mới so con này thì nói thật với các bác chỉ đi gọi là sách dép cho cái con này thôi các bác nhá. Và không thể so sánh được với con S21 Lốt 20 Ultra 5G ở đâu. Các bác nhìn này, màn nó lét lẹt lẹt luôn. Cái loại này mà xem phim thì đúng là hết nước chấm luôn rồi, không muốn rời mắt khỏi màn hình luôn các bác nhá. Đấy, thì giá cho các bác đối với cái hàng đẹp lét này là 9.200.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra thì em còn một cây hàng 98%. Cây này em bán cho các bác là 8.800.000 các bác nhá. 8.800.000 một cây hàng đẹp 98%, nguyên zin nguyên bản từ A đến Á luôn. Màn hình hiển thị trong veo luôn các bác nhá. Cây này là 8.800.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Thì hôm nay là toàn bộ tất cả những máy mà hôm nay em giới thiệu cho các bác rồi. Bác nào mà đang quan tâm cây nào thì cọc tiền em ship hàng cho các bác. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.